Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taigo. Khi mà sử dụng máy rửa xe có áp để mà rửa xe ô tô ấy, một trong những cái vấn đề mà khiến cho người thợ rửa xe khó chịu nhất đó chính là cái tình trạng xoắn dây mà như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình này. Cái điều này nó làm cho người thợ cảm thấy rất là khó chịu và mất thời gian trong cái quá trình xử lý. Có nhiều cái trường hợp là bị xoắn dây như thế này, nó làm cho có thể bị gãy dây, áp không đạt được như yêu cầu hoặc là không kéo được xa. Thì để xử lý cái tình trạng xoắn dây như thế này, trong cái chủ đề video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái giải pháp để mà giúp cho anh em rửa xe có thể thao tác nhanh mà không bị rối dây. Đó chính là cái khớp nối nhanh chống xoắn dây 360 độ. Vậy thì cái khớp xoắn dây 360 độ này nó có những cái đặc điểm chức năng như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi video nhé. Khi mà các bạn tìm hiểu trên mạng thì sẽ thấy rằng có rất là nhiều những cái loại khớp nối nhanh chống xoắn dây 360 độ để nó phù hợp với nhiều những cái đầu nối, những cái súng khác nhau. Tuy nhiên là trong cái chủ đề video lần này thì tôi xin được giới thiệu với các bạn về một cái loại khớp nối rất là phổ biến, chuyên dùng cho những cái máy và những cái dây rửa xe có áp, với cái đầu nối dây gen trong là 15,2mm và cái đầu nối ổ bi gen ngoài là 16mm. Cái thứ hai đó là nó chống xoắn dây và hạn chế cái tình trạng rối dây trong cái quá trình mà thao tác để rửa xe. Cái thứ ba đó là cái chất liệu của cái đầu nối nhanh chống xoắn dây 360 độ này, nó được làm bằng chất liệu inox. Chính vì vậy mà nó chống han gỉ rất là tốt và tránh cái tình trạng là bị mài mòn trong cái quá trình sử dụng. Cái thứ tư đó là nó tương thích với hầu hết những cái loại máy rửa xe có áp mà đang dùng ở các tiệm rửa xe ô tô, xe máy hiện nay. Cái thứ năm đó là nó giúp cho người thợ thao tác rửa xe một cách nhanh chóng, nâng cao cái năng suất khi mà làm việc. Và cái thứ sáu đó là có thể thao lắp một cách dễ dàng khi mà mua về sử dụng. Và sau đây chúng tôi sẽ tiến hành thao tác để cho hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn mua về để có thể tự lắp được. Thì đây là cái dây với cái ổ bi 17 đây các bạn này. Còn đây là cái khớp nối nhanh chống xoắn dây 360 độ. Thì sau đây chúng tôi sẽ thao tác để cho các bạn nhìn thấy nhé.
Thì như các bạn vừa thấy rằng là tôi thao tác rất là thoải mái, nhưng mà không bị cái tình trạng chống xoắn dây như trước kia nữa. Các bạn khi mà quan tâm về sản phẩm này, còn những vấn đề gì chưa hiểu, chưa rõ, có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho cái số hotline ở phía trên màn hình. Ngoài ra các bạn cũng có thể comment gọi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới cái video mà các bạn đang theo dõi, để nhân viên của Taigo sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video, nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và đừng quên đăng ký kênh của Taigo để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật là thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.